Chào mừng quý vị đang đến với Bí kíp hạnh phúc vào lúc 16 giờ 40 phút thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, trong truyện Đỗ Phân Tiên có câu xui gia đã xứng xui gia, trời mừng thay họ một nhà thành thân. Như lẽ thường, khi đã gắn kết xui gia thì hai bên gia đình sẽ cùng nhau đắp xây mối thân tình, nhân rộng không gian hạnh phúc cho con. Nhưng mà cũng từ đây những câu chuyện bi hài cũng nảy sinh, và những câu chuyện đó thường chúng ta sẽ không biết phải giải quyết như thế nào. Và ngày hôm nay xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ thạc sĩ tâm lý Tonya. Xin chào Minh Ngọc và xin chào quý vị khán giả của chương trình Bí kíp hạnh phúc. Ngày hôm nay, một câu chuyện vô cùng kịch tính, bà Thủy sẽ phải đối mặt với mẹ ruột của cô con dâu. Chuyện gì sẽ xảy ra? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trời ơi, anh thì anh ngồi đây anh giặt cho em rồi nè, em còn muốn gì nữa? Giặt gì? Xả coi nè, mới giặt có chút xíu mà cái tay em dợp hết trơn rồi nè. Cái móng của người ta nè, mới làm nè, rớt cái hộp ra luôn rồi nè. Bên này có hộp, bên này rớt rồi nè. Trời ơi, để tôi mua cái hộp khác tôi gắn vô cho nha. Trời ơi, cái bộ móng này anh biết sao em làm việc, làm ăn gì được luôn. Anh nói thiệt luôn á. Mà quen cái gì? Em ơi em à. Gì? Đừng buồn nữa mà. Múa lưng cho em coi, cùng chèn Quá rồi. Ủa sao vậy má? Con thấy bình thường. Đừng có làm cái trò mà tôi không chịu nổi. Ủa sao vậy má? Cái gì vụ gì? Tách ra. Vợ con. Đừng im đó. Con à, nghe má chồng của con nói này nha. Từ nhỏ sanh ra cho tới lớn lên chưa bao giờ phải đi ngang qua một cái sao đồ. Ông bà quở ngu si đần độn mới đi chung nghe đến cái sao đồ. Nghĩ làm sao mà để con trai của tôi mà nó đuổi cái trên đầu hả? Trời ơi, con tôi cưng từ đâu sanh ra, tôi cưng, tôi ẩm, tôi bồng, tôi nâng niu, bây giờ lấy vợ về, vợ nó bắt đuổi đi lên đầu. Từ ngày cô về đây, cô không có làm cái gì cho tôi vừa lòng hết trơn á. Không mà vậy con có làm gì với tôi vừa lòng hết trơn á trời á. Mẹ. Ủa xui à, xui qua chơi. Tôi đâu có rảnh mà tôi qua đây tôi chơi. Tôi qua đây tôi giải cứu con gái tôi. Trời ơi, giặt đồ hả? Bây giờ là thời buổi gì, thời đại gì? Bây giờ con với gái đi qua bên một, đứng một bên để cho người lớn nói chuyện. Dạ. Bây giờ sao? Chị ơi chị xui ơi chị xui. Thời buổi này là thời buổi gì? Thời buổi hiện đại mà 4.0 rồi mà. Tại sao còn đài ải con dâu mà bắt cho nó phải giặt đồ bằng tay vậy chị? Hả? Tôi nói với chị nghe, chị không được nói, tôi nói với chị nghe. Người ta nói con dâu á là con gái, mà rể mà là khách. Tại sao vậy con gái tôi? Trời ơi, ở bên nhà nó làm gì động móng tay đâu hả chị? Chị nít, chị không có được quyền nói. Để một mình tôi nói thôi. Chị là cái đồ không biết điều. Chị mắng vốn là chị nói là con gái tôi là bòn rút của bên chồng ha. Có bữa chị nói nó là nấu cơm thì xong rồi khét rồi không ngon ha. Rồi tôi đem đồ cho con tôi ăn, chị nói với chị khóc khóc cái thằng con trai chị. Đi qua bãi nước ai đứa ai coi bãi nước hả? Tôi nói cho chị nghe. Ê nè, vợ chồng người ta là vợ chồng son, người ta ngủ góc mới, chị không có cho người ta ra đóng cửa. Đi qua bãi không được nói gì, để mẹ nói con. Đi qua bãi đóng cửa. À, tại sao vô cổ cắt cái gì? Vợ chồng người ta ngủ cắt cái gì? Con tôi á là con gà con bạc nha, chứ phải là con trâu con bò mà muốn đai cái gì cũng được nghe chưa. Mẹ ơi, sao tự nhiên sáng sớm rồi mẹ qua nhà con mẹ quậy sùm vậy? Mẹ không có quậy, nhưng mà tại vì ai mẹ mới quậy? Mẹ mới dọc cái máu điên của mẹ lên. Rồi cho chị biết là tôi ta không có làm cái gì hết. Đi mau đi, từ nhà đi qua đi. Nó đi chửi người ta một tầng
Tôi nói cho chị biết, dầu gì nó đó cũng là con dâu, không phải để tôi dạy đấy chứ. Con dâu chị có quyền dạy ít gì đó bên nhà tôi nữa, nó không mất dạy à. Con gái tụi anh không có làm gì động móng tay hết trơn hết rồi. Móng tay để gì, để nó sơn tay, nó chưng cái đẹp vậy thôi nghe. Mà qua đây mà đòi đóng móng nó là sao, mà nó là ngứa sao mà đóng. Nè nè, chị như nó ăn cho bà. Tôi chưa bao giờ tôi đóng móng đó, tôi chỉ đòi lúc móng tay nó thôi. Trời ơi, bây giờ sao? Sống được thì sống, không sống được tôi dắt con tôi về, rể tôi về. 6 năm nay tôi nuôi nó được mà, bây giờ muốn cái gì? Bà nín, bà không được khóc, cũng không được nói, một mình tôi nói thôi. Bà nói là sao bằng tôi? 10 năm trước bà tới đạp hát mà mình đi. Bà hỏi phi phụng có cái gì đen, ai không biết tôi chụp của nó đó. 500 khán giả gây lộn không lại cái miệng tôi mà. Bà gây nổi không hả? Tại sao mà tôi phải làm xuôi với một cái bà sao? Bà nói bà là phi phụng. Không, bà là phụng phi. Phụng trợ ma. Phụng phi, chợ đen, hiểu chưa? Đánh hả? Vô, vô. Vô, vô, vô. Vô, vô, vô. Vô, vô, vô. Vô, vô, vô. Bà ôm tôi hả? Bà ôm tôi hả? Tôi không ôm cho bà quýnh tôi hả? Ai vậy à? Bà tưởng đâu là tôi không ôm. Tôi ôm tổ mà. Gì vậy? Trời ơi, tôi mới làm gì? Bà mua ra chưa? Bà xử đi, bà xử. Bây giờ hai đứa bay ngồi đằng kia. Đứa nào mà nhà vô tao tư tụi bay luôn. Đi ra kia. Đi qua đi bà. Đi. Ôm không? Tôi không ôm bà quýnh tôi sao? Ai vậy à? Vậy là bà tưởng rằng là tôi ôm bà. Tôi không làm được gì à? Trời ơi. Bà làm gì? Bà làm gì vậy? Ngoéo cẳng bà. Ngoéo đúng không? Rồi rồi, ngoéo đi, ngoéo đi nè. Ngoéo nè. Rồi, ngoéo chưa? Ngoéo rồi. Rồi xong. Đó. Là cái gì? Bà ngoéo ta tôi hả? Xin lỗi bà. Ăn cắp miếng tôi hả? Miếng không học hả? 2, 3. Bà chơi hút coi. Bụng bà hả? Bây giờ bà coi nè. Mu thái nè. Trời. Mẹ. Làm gì á? Mu thái. Mu thái nào mà. Thấy chụp á. Đi qua đi. Nhẹ nhàng coi. Được chưa? Bà chuẩn bị đi. Vô. 1, 2. Sợ chưa? Sợ chưa? Sợ chưa? Sợ chưa? Sợ chưa? Rồi ha. Cái gì vậy trời? Trời ơi. Cái gì? Chú Giang nó đầm tôi nè trời ơi. Mà tôi chống tôi sợ não rồi trời ơi. Chống tôi sợ não rồi trời ơi. Trời ơi. Ngắt được đầu bà rồi bà Phi Phụng ơi. Ngắt được đầu bà Phi Phụng. Vâng, như chị vừa theo dõi câu chuyện vừa rồi thì đến mức hai bà mẹ đánh nhau như thế. Đúng rồi, cái quan hệ thông gia là một quan hệ nó khá là mẫn cảm trong cái suy nghĩ và trong các cái mối quan hệ của người Việt. Thì đây là cái mối quan hệ mà người ta thấy là nó sẽ rất là mẫn cảm. Chạm vào cái mối quan hệ đó thì mình phải rất là cẩn trọng. Có một cái câu nói mà chúng ta vẫn hay nghe trong cuộc sống đó là anh em ngày càng xa mà xui gia thì ngày càng gần. Và cũng từ đó nó nảy sinh rất là nhiều vấn đề mà vốn dĩ mình nghĩ hôn nhân là chuyện của người gọi là hai đương sự chính. Nhưng mà không, những ông bố bà mẹ đối với hôn nhân của con mình thì cũng có những cái vai trò rất là quan trọng. Yeah. Và để cho hai bên thông gia thật sự trở thành bạn của nhau thì có phải là điều quá mơ mộng không chị? Đó là một cái kết quả lý tưởng. Mà cái gì mà nó lý tưởng thì để đạt được nó cũng rất là khó khăn. Thì thực tế là để cho hai bên xui gia mà có một cái mối quan hệ mượt mà với nhau á, cái vai trò của đôi trẻ cực kỳ lớn. Rất rất lớn luôn. Ví dụ như với câu chuyện ngày hôm nay, cái gọi là cái sự chất chứa không có tự nhiên mà vừa tới nhà của Suya là đã nổ ra một cái trận chiến như vậy. Trong cái sự trình bày của bà Phụng, mẹ bạn Hảo, thì mình cũng nhận ra rằng thực ra đây là giọt nước tràn ly nè, có nghĩa là nó đã đặt một cái tiền sử trước nó. Thế thì tiền sử đó do ai tạo nên? Do cái tâm sự của cô con gái tạo nên. Có lẽ là cớ sự của ngày hôm nay là do chị Hảo. Nhưng mà nếu chị Hảo không tâm sự với mẹ mình thì biết tâm sự với ai? Mình nghĩ rằng là nếu như mà đổ thừa cho Hảo thì cũng hơi tội cho bạn ấy. Nhưng mà rõ ràng là bạn ấy có tham gia. Chúng ta vẫn hay có một cái sự quên nhất định ở chỗ này. Đó là chúng ta hay cho rằng là đã là mẹ ruột mình, đó là một bầu trời của mình. Và khi các bạn nữ, các bạn đi lập gia đình thì các bạn hay có xu hướng là đem chuyện của gia đình chồng và những cái chuyện mà mình cảm thấy mình ấm ức, mình tủi hờn, mình bị phân biệt đối xử, mình về mình kể cho gia đình mình nghe. Nhưng mà mình quên mất một điều rằng là cái người mà tiếp nhận câu chuyện đó, họ cũng có tình cảm của họ. Cái tình cảm đó trước tiên là dành trên con của mình, tức là chúng ta. Và vì cái việc mà họ xót chúng ta thì họ sẽ luôn luôn có xu hướng bảo vệ chúng ta. Mà bảo vệ chúng ta thì phải chiến đấu với kẻ thù. Và điều này vô tình, cái câu chuyện nó từ bé xé ra to. Và cái diễn biến của nó sẽ trở nên phức tạp. Vốn dĩ
đôi khi sự giận hắn nó chỉ dành giữa chúng ta với gia đình của người chồng người vợ, nhưng mà chúng ta đã lôi kéo nó để nó bắt đầu phát triển rộng ra hơn trên nhiều mối quan hệ khác. Mình nghĩ là như vậy nè, nếu như mà có chia sẻ để đừng có những cái kết thúc mà là những cái trận chiến như ngày hôm nay, thì đôi khi cái sự chia sẻ của các bạn nó phải rất là chọn lọc. Chọn lọc ở chỗ đó là chúng ta nói về cảm xúc của chúng ta, chúng ta mô tả câu chuyện một cách công tâm và đầy đủ, để cho cái đấng sinh thành của mình khi mà nghe về câu chuyện của mình, họ cũng hiểu, gọi là họ chia sẻ, đây là họ chia sẻ cảm xúc của mình, chứ họ không cùng với mình đối đầu với cái người ở bên kia. Bởi vì những cái câu chuyện nhỏ thì không thể làm cái cớ đi qua bên kia nói chuyện với Suya được, nhưng mà một chút chuyện nhỏ mỗi ngày một chút, thì đó, đến một ngày thì tôi sẽ thân chinh qua bên kia và tôi khiêu chiến luôn, và bên kia thì sẽ ứng chiến, và có một cái cuộc gọi là ẩu đã xảy ra ngày hôm nay. Vậy thì sau cuộc ẩu đả này, cũng giống như là trong cuộc sống, là sau những cuộc xích mích, thì làm cách nào để chúng ta hòa giải? Làm thế nào để hòa giải thì hãy trả lời là tại sao chúng ta ở bên cạnh đời nhau. Đã là Suya có nghĩa là ở một mức độ nào đó chúng ta đã xác định mình thuộc về thành viên của một đại gia đình rồi. Nếu như cả hai bên Suya đều hiểu rằng là việc mà chúng ta đến với nhau là tại vì hôn nhân của đôi trẻ, như vậy thì cái sự đối đầu của chúng ta nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc của con. Và điều đó, nếu như chúng ta thực sự thương con mình, thì chúng ta phải hiểu rằng là cái sự chung sống ôn hòa của mình là một trong những điều kiện để con mình được hạnh phúc. Rồi nó phủ lên đời sống tinh thần của những cái người khác, ví dụ như những cái em bé được ra đời từ cuộc hôn nhân đó. Trời ơi, con về bên nội, cái con nghe bà nội nói xấu bà ngoại, con về bà ngoại con lại nghe bà ngoại càm ràm bà nội, thì thật sự trong cái sự phát triển về tình cảm của đứa trẻ nó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Đối với mối quan hệ Suya thì không thể nói giận nhau không gặp nhau là xong. Đúng rồi. Dạ, nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cặp vợ chồng và cả những đứa cháu nữa. Và trong cái quan hệ này vẫn là một cái trăn trở của Minh Ngọc là làm sao để hóa giải á. Thì mình nghĩ rằng là bên cạnh cái sự chủ động của các ông bố bà mẹ, họ hiểu được tại sao họ gọi nhau là Suya đó, thì nó còn có sự tham gia rất lớn của đôi trẻ. Có nghĩa là các bạn cần phải có trách nhiệm với hôn nhân của mình. Thực sự thì chúng ta hay đổ thừa là như vậy đó, là ba mẹ mình thì mình được quyền than vãn. Nhưng các bạn đừng quên rằng cái sự than vãn của các bạn đó, nó sẽ khiến cho câu chuyện trở nên phức tạp hơn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là chúng ta hãy có trách nhiệm hơn với cuộc sống riêng của mình. Đâu đó vẫn còn những cái cuộc hôn nhân mà các bạn cầu viện đến ba mẹ để giải quyết những cái câu chuyện của mình. Kiểu như em về mét mẹ để mẹ qua mẹ nói chuyện với mẹ bên này. Chúng ta cần phải phát huy nhiều hơn về cái trách nhiệm đối với cuộc sống riêng. Và khi chúng ta xác định đó là cái chuyện của riêng tụi con, và đây là mối quan hệ của riêng mình, mình cần phải có trách nhiệm để tự mình giải quyết điều đó, thì mình sẽ bớt làm cho nó diễn biến phức tạp hơn, và mình không làm cho nó trở thành cái câu chuyện của một người khác ở một cái mối quan hệ khác. Để hai bên Suya hòa hợp với nhau, rồi cư xử tử tế với nhau, ôn hòa với nhau, thật sự nó đến từ cái sự thúc đẩy của đôi trẻ. Nếu như đôi trẻ đã luôn nói về mẹ chồng mình bằng một sự kính cẩn, bằng một sự vừa phải, chàng rể luôn tôn trọng nhà vợ, thì Suya hai bên mới có thể còn tôn trọng và kính nể nhau. Dạ, và quan trọng hơn hết chính là cùng nhau xây đắp những mối quan hệ thân tình để cho hai bên gia đình trở thành bạn của nhau, và quan trọng hết là trở thành một gia đình thật sự. Và đến đây thì Minh Ngọc xin hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những số phát sóng tiếp theo của Bí Kíp Hạnh Phúc vào lúc 16:40 thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Minh Ngọc và thạc sĩ tâm lý Tonya xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả. Vậy tôi đề nghị bà phải làm một cái chuyện là bà phải giả hòa di quý. Mua một con rắn độc tặng liền. Chị biết gia đình tôi thích rắn gì tặng không? Chị mai mốt tôi mua bộ cạp để rít cho tôi tặng lại chị. Đừng nghe. Chị ơi, cứu tôi với.